Một đám nhóc đang ngồi trên xe đạp, đang chăm chú nhìn vào một ngôi nhà lớn bỏ hoang. Tin đồn về một con quái vật sống bên trong đã được lan truyền trong suốt năm học vừa qua. Một đứa trẻ kể với cả đám về những đứa trẻ khác, về những đứa trẻ đến từ các thị trấn khác đã vào trong ngôi nhà và không bao giờ trở lại. Và thật dễ để tin rằng có một thứ gì đó xấu xa đang ẩn nấp bên trong ngôi nhà cũ nát với lớp sơn bong chóc và nhiều cửa sổ bị vỡ đó. Cả đám bắt đầu trêu chọc nhau, thách nhau đi vào để tận mắt nhìn thấy con quái vật. Không ai có vẻ đặc biệt háo hức tình nguyện, mặc dù cả đám đều đang giục nhau đi vào. Khi cả bọn đang đùa nhau về việc ai nên bị buộc phải vào trong, thì một đứa trẻ khác vội vàng chạy đến, vừa nói vừa thở hổn hển. "Các cậu lại bỏ tớ một lần nữa," nó phàn nàn. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên mà thành viên nhỏ nhất này trong nhóm phải cố gắng theo kịp những người bạn lớn hơn và nhanh hơn của mình. Cả đám đều quay lại nhìn nó. Chúng không cần phải thảo luận thêm nữa. Câu trả lời cho việc ai phải vào trong đã quyết định. Đứa trẻ nhỏ nhất cố gắng phản kháng, nhưng rốt cuộc nó chẳng thể làm gì khác ngoài việc vào trong. Nó không thể để mọi người nghĩ rằng nó là một đứa nhát gan. Nó phải chứng minh một lần và mãi mãi rằng nó cũng cứng rắn như bất kỳ ai trong số họ. Không nói thêm lời nào, nó để chiếc xe đạp của mình đổ xuống đất và đi về phía ngôi nhà lớn đáng sợ kia. Cánh cửa mở ra mà không có bất kỳ sự khó khăn nào, và nó nhìn vào bên trong ngôi nhà tối. Thằng bé bước vào trong, tiếng ván sàn kêu cót két theo từng bước chân nó. Ngôi nhà bên trong cũng chẳng khác gì bên ngoài, cũ nát và bị bỏ hoang. Nhưng rồi nó nghe thấy một thứ gì đó, một tiếng động lớn phát ra từ ngay phía bên trên nó. Thằng bé quay đi, nhưng nó nhìn thấy tất cả bạn bè của mình qua ngưỡng cửa và chúng ra hiệu cho nó tiếp tục đi. Thằng bé quyết tâm trở lại và quay vào. Nó sẽ chứng minh cho cả đám thấy là nó dũng cảm như thế nào. Nó bắt đầu đi lên cầu thang. Mỗi bậc thang rên rỉ theo từng bước chân của nó. Thằng bé lên đến đầu cầu thang và tìm thấy trên tầng nhiều phòng hơn. Mỗi phòng đều đầy bụi bẩn và mảnh vỡ, sơn phun trên những bức tường và xung quanh toàn là rác. Có vẻ như nhiều thanh thiếu niên sử dụng đây là nơi để tụ tập. Nhưng ở phía bên kia là một căn phòng nữa và cánh cửa của nó đang đóng chặt. Từ bên ngoài, qua cửa sổ phía trên, cả đám trẻ có thể nhìn thấy thằng bé di chuyển qua nhà. Chúng không còn cười và trêu chọc nữa. Thực tế là chúng thấy rất ấn tượng về cách nó dũng cảm khám phá ngôi nhà cũ. Mặc dù không ai trong số chúng chịu thừa nhận điều đó, nhưng thằng bé vẫn nhận được sự tôn trọng của cả bọn. Thằng bé tiến đến sát cánh cửa đóng chặt ở cuối hành lang và áp tay vào đó, nhưng nó không nghe thấy gì bên trong cả. Nó đặt tay lên nắm cửa và từ từ mở ra. Thằng bé hét lên và ngã về phía sau khi trông thấy một con mèo đang trốn bên trong. Con mèo hoảng sợ và nhảy qua một trong những cửa sổ đang mở. Thằng bé không thể không cười. Tất nhiên, đó chỉ là một. Thằng bé lại hét lên khi sàn nhà bất ngờ sập xuống và nó rơi xuống tầng. Thằng bé chưa kịp choáng váng vì cú ngã trước, thì nó lại hét lên trở lại khi sàn nhà tầng 1 lại tiếp tục sập xuống. Tiếng la hét của nó im bặt, bởi khi nó chạm tới tầng hầm, thằng bé bị bao phủ bởi bụi và các mảnh vỡ của cả hai tầng mà nó đã rơi xuống. Nó cảm thấy đau đớn và thân thể bị bầm tím, nhưng nó vẫn có thể ngọ nguậy các ngón tay và ngón chân. Thằng bé không bị liệt và thậm chí không cảm thấy như bị gãy xương. Có lẽ nó không sao. Nhưng không, thằng bé chắc chắn không ổn, vì đột nhiên có thứ gì đó nhấc nó lên khỏi sàn. Khi đưa mắt nhìn quanh tầng hầm tối tăm, nó nhìn thấy thứ đang giữ mình lại. Đó là một sinh vật nửa người nửa máy. Một sinh vật khổng lồ, ghê tởm, kết hợp giữa kim loại và da thịt. Thằng bé quá sợ hãi đến mức không thể hét lên thành tiếng khi đôi mắt chết chóc bất động của sinh vật kia nhìn thẳng vào nó. Khuôn mặt của sinh vật kia trông giống như thể da của nó được kéo căng ra trên một hộp sọ kim loại của con người. Thằng bé chỉ có thể đứng nhìn con quái vật giơ những ngón tay sắc nhọn như kim loại lên và phủ sạch bụi bẩn trên tóc nó. Thằng bé bắt đầu thút thít, nhưng bất kể thứ này là gì, nó dường như không muốn làm tổn thương thằng bé. Một giọng nói robot nhỏ nhẹ phát ra từ một thiết bị trên khuôn mặt của sinh vật đột nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng. "هل أنت على ما يرام?" Thằng bé không hiểu, nhưng người máy nghiêng cái đầu khủng khiếp của mình sang một bên và lặp lại điều tương tự. Thằng bé vẫn có vẻ bối rối, nhưng nó có cảm giác như người máy đang cố nói với nó điều gì đó. Bằng cách nào đó, thằng bé có cảm giác rằng sinh vật này sẽ không làm tổn thương nó. Đây có phải là con quái vật mà mọi người đã từng sợ hãi? Nó lại là một sinh vật nửa người nửa máy bị hiểu lầm sống dưới tầng hầm này. Người máy bối rối khi bị thứ gì đó đập vào sau đầu. Nó ném thằng bé sang một bên và quay lại thì nhìn thấy những người bạn của thằng bé. Mỗi người trong số chúng mang theo những mảnh gỗ và những mảnh kim loại khác làm vũ khí. Chúng đến đây để cứu bạn của mình khỏi con quái vật mà chúng đã xúi thằng bé đi tìm. Một đứa trẻ chạy lên để tấn công người máy, nhưng trước khi nó có thể tiếp cận, nó ngã khuỵu xuống và đau đớn. Những đứa trẻ còn lại cũng vậy. Sinh vật này đã bắt đầu phát ra những âm thanh tần số cao
và lũ trẻ cố gắng bịt tai lại. Tất cả chúng đều cảm thấy một cơn đau khủng khiếp, khiến đầu chúng như muốn nổ tung. Âm thanh vẫn tiếp tục vang lên, nhưng con quái vật có vẻ như đã đi vào trạng thái ngủ đông nào đó và không còn di chuyển nữa. Thằng bé từ từ khuỵu xuống, hai tay vội ôm lấy một bên đầu rồi đứng dậy. Nó chạy qua con quái vật và những người bạn đang quằn quại trên sàn nhà vì đau đớn của mình, lên cầu thang và ra khỏi ngôi nhà cũ nát. Một người phụ nữ đứng ở quầy bếp, cắt sau cho bữa tối của họ và nói với cô con gái lớn về kế hoạch của cô ấy trong ngày cuối tuần. Thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. Đứng đó là cậu con trai bé nhỏ của cô. Thằng bé chỉ kịp thì thầm những từ: Quái vật. Có một con quái vật trong tầng hầm. Trước khi gục xuống, máu chảy ra từ tai và mũi trước khi nó bắt đầu co giật trên sàn. Tại đồn cảnh sát ở địa phương, một sĩ quan nói chuyện qua điện thoại. Tôi hiểu rồi. Vâng, điều đó khá là kỳ lạ. Một người đàn ông kim loại. Tôi sẽ cử người ra đó ngay lập tức. Đừng đi đâu cả. Viên cảnh sát cúp điện thoại và liếc nhìn xung quanh để đảm bảo rằng không có ai ở gần hoặc nghe ông ta nói. Sau đó ông lấy điện thoại di động ra. Ông gọi đến một số máy quen thuộc và gần như ngay lập tức ở đầu dây bên kia có người trả lời. Đúng, đây là lực vụ thực địa. Viên cảnh sát nói. Anh cần điều một đội ngăn chặn đến đây ngay lập tức. Và họ phải thật tinh nhuệ. Tôi không biết nó là gì, nhưng rất nguy hiểm. Một đơn vị đặc nhiệm cơ động của tổ chức SCP chuyên ngăn chặn các mối đe dọa dạng người nguy hiểm đã sớm đến ngôi nhà và giam giữ sinh vật dị thường. Các nhóm tạo thông tin sai lệch đã dựng lên một câu chuyện che đậy về một vụ rò rỉ khí ga dẫn đến cái chết đáng tiếc của một số trẻ em trong thị trấn và cung cấp thuốc mất trí nhớ cho bất kỳ nhân chứng tiềm năng nào. Sau khi ngăn chặn thành công vụ lộn xộn, đã đến lúc tìm hiểu xem sinh vật kỳ lạ này là gì. SCP-203 dường như đã từng là một người đàn ông da trắng. Mặc dù ngoại hình của nó bây giờ khác xa so với trước đây. Sinh vật hình người hai chân này cao 2,5m và nặng khoảng 200kg. Cả chiều cao và trọng lượng đáng kinh ngạc của nó là do bộ xương ban đầu của người đàn ông đã bị loại bỏ hoàn toàn và thay thế bằng một khung cơ khí làm bằng gang thép. Bộ xương kim loại lớn hơn nhiều so với bộ xương ban đầu. Và ở nhiều nơi, da của SCP-203 đã bị kéo căng đến mức rách để lộ cấu trúc cơ học bên dưới. Các phần khác của khung xương dường như đã được tạo ra để cố tình nhô qua da, mặc dù không nói rõ là vì mục đích gì. Ngoài bộ xương cơ học lớn hơn bình thường này, một số bổ sung khác tồn tại trên SCP-203 là các ngón tay của nó đã được kéo dài và mài nhọn thành một cái lưỡi liềm dài khoảng 1 mét. Môi của nó đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Rõ ràng là nó không có xương hàm, có thể cử động được. Và hộp sọ của nó có khả năng là một mảnh kim loại rỗng lớn, cùng với sự xuất hiện của hai phần nhô ra giống như cái lưỡi liềm xung quanh khu vực miệng, nhỏ hơn nhưng nhìn giống các ngón tay. Chân của SCP-203 cũng đã được biến đổi, với hai khớp nối được bổ sung khiến chúng trông giống chó hơn. Và các ngón chân của nó đã bị loại bỏ, thay thế bằng một miếng kim loại rắn tương tự như loại được tìm thấy trong ủng thép. Ngực không có xương ức, điều này làm cho da bị căng lên và kéo vào trong khi cơ hoành co lại. Tai của nó cũng đã bị cắt bỏ, mặc dù nó dường như vẫn sở hữu thính giác vượt xa so với người bình thường. Và đôi mắt của nó được giữ ở tư thế nhìn về phía trước vĩnh viễn bởi vô số mũi kim đâm ra từ hốc mắt. Trong mắt cũng có vẻ như bị giãn cách xa cố định và không phản ứng với ánh sáng. Thay cho miệng là một chiếc loa nhỏ được bao phủ bởi một tấm lưới kim loại có khả năng phát ra âm thanh cơ bản. Với một giọng nói robot rõ ràng, các cuộc kiểm tra cho thấy SCP-203 có hiểu biết cơ bản về tiếng Anh, nhưng ngôn ngữ chính của nó dường như là một loại tiếng Ả Rập, dù không rõ chính xác là ngôn ngữ vùng nào. SCP-203 không cần ăn uống. Với việc không tồn tại bất kỳ cái miệng nào có thể nhìn thấy, khả năng nó nạp năng lượng thông qua ăn uống là không thể. Thay vào đó, nó hoạt động bằng một tế bào năng lượng nằm trong cơ thể. Nó sẽ cung cấp năng lượng trong tối đa 72 giờ. Sau 3 ngày đó, SCP-203 sẽ tạm nghỉ và chuyển sang trạng thái ngủ đông trong 3 đến 4 giờ. Trong khoảng thời gian đó, nguồn năng lượng của nó sẽ tự sạc lại, cung cấp tiếp 72 giờ năng lượng cho nó. Tất cả các nỗ lực kiểm tra SCP-203 bằng tia X-quang, CT, siêu âm và các hình thức chẩn đoán hình ảnh khác đều thất bại. Và các nỗ lực phẫu thuật thăm dò đã kích hoạt cơ chế bảo vệ của nó với khả năng gây ra đau đớn tột độ và gây chết người. Khi nó nhận thấy rằng mình bị đe dọa, theo một cách nào đó, SCP-203 có khả năng phát ra âm thanh tần số cao, có tác động gây ra tổn hại mạnh đến hệ thần kinh của con người. Tác động của cơ chế bảo vệ này được quan sát trực tiếp khi một nhân viên cấp D vô tình va vào SCP-203 và âm thanh chết người của nó được kích hoạt. Ngay sau khi tiếp xúc với âm thanh, D-104 bị đau đầu dữ dội. Sau 15 phút,
cơn đau đầu trở nên tồi tệ hơn và D-104 bắt đầu chảy ra máu tai. Sau nửa giờ, nhân viên cấp D đó lúc này đã đến khu y tế, bắt đầu lên cơn co giật và chảy máu ra từ tất cả các lỗ trên cơ thể. 10 phút sau thì anh ta chết. Một thử nghiệm khác cũng đã được thực hiện và kết quả gần như giống hệt nhau, với các triệu chứng tiến triển trong khoảng thời gian gần như tương tự. Tuy nhiên, lần này thay vì chuyển đến bệnh xá, nhân viên cấp D này được giữ trong phòng giam cùng với SCP-203. Sau 40 phút, anh ta chết. Và vài phút sau, SCP-203 cuối cùng cũng ngừng phát ra âm thanh chết người đó. SCP-203 sau đó tiếp cận thi thể của nhân viên cấp D đã chết đó và sử dụng chính cánh tay dị đặc biệt của mình để loại bỏ bộ xương của anh ta. Mặc dù SCP-203 đã bị ngăn cản ngay trước khi nó có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng giờ đây, có vẻ như âm thanh chết người do nó tạo ra là một cơ chế bảo vệ, nhưng cũng có thể là một phần của quá trình nó tạo ra các cá thể mới của SCP-203. Trong các buổi phỏng vấn với SCP-203, nó tuyên bố không có ký ức nào về cuộc sống của mình trước khi bị biến đổi. Nó nói rằng nó hiện đang tồn tại trong trạng thái đau đớn và bối rối gần như liên tục, và những lần nó hết pin và chuyển sang trạng thái nghỉ là cách duy nhất để nó có thể thoát khỏi nỗi đau từ sự tồn tại của nó. Nó cũng tuyên bố rằng nó không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra khi cơ chế bảo vệ của nó được kích hoạt, cũng như không nhớ những gì nó đã làm với cơ thể của các nhân viên cấp D bị bỏ lại trong phòng giam của nó. Tuy nhiên, vẫn chưa thể kiểm chứng sự đáng tin của SCP-203. Không có cách nào để xác minh bất cứ điều gì SCP-203 nói với các nhà nghiên cứu, và hiện tại các tuyên bố của nó được các nhân viên của tổ chức coi là một nỗ lực để gây thiện cảm hoặc thao túng họ về mặt tình cảm. Nó đã đưa ra một số yêu cầu về thuốc giảm đau và thuốc gây mê, nhưng cho đến nay tất cả các yêu cầu này đều bị từ chối. SCP-203 đã được phân loại là Euclid và nó được giam giữ bên trong một căn hầm chuyên dụng tại một địa điểm nghiên cứu. Hai nhân viên cấp D được trang bị thiết bị lọc âm thanh sẽ bảo vệ nó mọi lúc, và nó được tháp tùng bởi một đội hộ tống có vũ trang khi đến bất kỳ buổi thử nghiệm hoặc nghiên cứu nào. Liệu SCP-203 có phải là nạn nhân? Một người bình thường đã bị biến đổi trái với ý muốn của mình thành sự kết hợp giữa người và máy? Có thể còn tồn tại điều gì đó đằng sau SCP-203 hay không? Hoặc có thể SCP-203 đang cố gắng đánh lừa tất cả chúng ta? Hay đơn giản linh hồn sắt thép bị tra tấn này chẳng qua là một con quái vật kim loại đang ngụy trang bằng lớp da còn nạn nhân gần nhất của nó? Có lẽ với nhiều nghiên cứu hơn, một ngày nào đó chúng ta sẽ biết câu trả lời. Bây giờ, hãy xem một mục khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob, như SCP-783, gã vẻ cong, để biết một dị thường khác với những ý tưởng rất thú vị về việc cơ thể con người trở nên trông như thế nào. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.